Vâng, anh Hoàng cơ sở dâu tây giống xin kính chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay anh Hoàng sẽ giới thiệu lại một số những cái giống dâu tây hiện nay anh Hoàng đang có bán này. Thứ nhất là giống dâu tây Nhật Lùn các bạn nhé, cây đang rất là đẹp như thế này, 10.000 một cây Nhật Lùn Tochi Otomi. Cây này siêu chịu nhiệt, chịu nắng chịu mưa, có thể trồng được tất cả các vùng trong Việt Nam, ăn quả ngọt to thơm ngon nha các bạn nhé. Thứ hai này, Nhật Hana này các bạn này. Nhật Hana thì cây ăn quả ngọt, hết sức là ngọt, gọi là siêu ngọt. Đây là giống phù hợp với các anh chị trồng miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì cũng trồng được. Giống này thì quả rất là to, sai và chịu nắng, chịu nhiệt cũng rất là tốt các bạn nhé. Là giống thứ hai. Giống thứ ba này các bạn này. Giống thứ ba anh Hoàng muốn giới thiệu cho mọi người đó là Nhật Noka Berry. Anh Hoàng chỉ còn một số lượng cũng ít thôi. Thì cái dòng này thì quả to, thơm, ngon, ngọt, cây bóng mượt, chịu mưa, chịu nắng rất là tốt. Đặc biệt của nó là cây hết sức là nhìn đẹp, mướt mát, lá nhìn hết sức là đẹp. Và thứ tư này, bạch tuyết má hồng. Loại này thì đặc sắc rồi. Quả chín nó sẽ có màu hơi hồng hồng, giống như kiểu cái má của mấy em bé. Quả ăn rất là ngọt, thơm, vị đặc biệt nhé. Bạch tuyết cũng vậy, quả màu trắng. Thì quả chín sẽ màu trắng toát, ăn thơm ngon. Đó là loại thứ năm. Loại thứ sáu anh Hoàng muốn giới thiệu cho mọi người. Đó chính là dòng dâu tây ở New Zealand. New Zealand thì anh Hoàng cũng chỉ còn còn nhiều anh chị ạ. Đây, New Zealand đây. Thì dòng này là quả to, thơm, ngon, ngọt. Vị của nó giòn, quả thon dài. Đặc biệt của nó là rất là thơm. Nó lưu giữ được những cái đặc điểm cực kỳ quý báu của cái dòng dâu tây. Vị thơm đặc trưng cho cái mùi dâu tây. Chịu nắng, chịu nhiệt tốt. Tuy nhiên loại dòng này là chịu nước mưa hơi kém. Đó, loại thứ 6, loại thứ 7 hiện nay anh Hoàng đang có bán này. Đó là dâu tây Đài Loan các bạn nhé. Đây, Đài Loan đây. Đài Loan Trung Quốc hay dâu tây Đài Loan. Loại này ăn quả hết sức là thơm, ngon ngọt. Và đặc biệt nó là chịu nắng, chịu nhiệt tốt. Quả rất là sai. Năm vừa rồi anh Hoàng có trồng, cảm thấy rất là ưng ý. Đây là vị new này các bạn này, New Zealand này. Vị này mới ra, tuy nhiên nhìn cây cũng không được đẹp lắm anh chị ạ. Để chờ chăm sóc thêm, vị này cũng vậy này, Đài Loan cũng vậy. Chờ chăm sóc thêm nó đẹp hơn. Rồi, tiếp tục, dòng thứ 8 là Mỹ Monterey. Đây là một trong dòng dâu tây Mỹ, ưu điểm là sức sống cực kỳ tốt. Chịu nhiệt, chịu nắng, chịu mưa. Chịu mưa này hơi kém một chút, quả ăn thì nó cũng hơi chua một chút nha. Đài Loan thì ăn quả nó hơi ngọt mát, ngọt kiểu ngọt mát. Kiểu ngọt nó thanh thanh nhé, nó không được ngọt là sắc giống như kiểu Nhật Hana. Đó, Mỹ thì ăn nó hơi chua hơn so với lại những cái dòng dâu tây Nhật, dâu tây Bạch Tuyết hoặc là dâu tây New hoặc là dâu tây Đài Loan. Thì so với những cái dòng đấy thì dâu tây Mỹ nó sẽ chua hơn một chút xíu thôi, nó không chua quá đâu anh chị em. Đó, hiện nay Hoàng đang còn từng này dậm cây giống các bạn nhé. Anh chị các bạn mua thì liên hệ. Anh chị mà mua cả một vỉ ấy, như thế này ấy, 112 cây thì sẽ có cái giá nó tốt hơn. Còn giá bán lẻ là sẽ là 10.000 một cây. Phí ship là 30.000 các bạn nhé, ship toàn quốc. Đấy. Thì cơ sở dâu tây giống anh Hoàng gọi là đã kinh doanh cái cây giống dâu tây đến nay là năm thứ 5 ở trên mạng xã hội rồi. Cũng chân thành cảm ơn cái sự ủng hộ, sự giúp đỡ của rất nhiều anh chị em các bạn trên mọi miền tổ quốc. Rồi xin chào, anh chị em các bạn mua thì liên hệ với số điện thoại Zalo 0977 237 096 để một cái giới thiệu ngắn cho anh chị em các bạn.